Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Tập 90. Chương 891, Đãng Thế Thần Trụ, Đại Kiếp Nạn của Nhân Gian. Độc Cô Vấn Hồn cũng xuất hiện sau lưng Hồng Trần, lo lắng hỏi, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại có tiên thần đến tấn công sao? Hồng Trần lộ ra sắc mặt khó coi, nghiến răng nói, bọn chúng muốn thanh lý nhân gian này ít nhất phải chết một nửa sinh linh. Mặc dù những năm gần đây có rất nhiều sinh linh chết đi nhưng nhân gian rộng lớn như vậy, hơn nữa mỗi ngày đều có sinh linh mới ra đời. Một lần chết đi một nửa sinh linh, đó là tai họa ngập đầu mà phàm linh không thể tưởng tượng nổi. Độc Cô Vấn Hồn nghe xong, sắc mặt cũng đại biến. Lúc này, có một bóng người bay lên trong kiếm thiên trạch, chính là Tề Vân Đại Thánh. Hắn giơ hai cánh tay lên, dùng thánh lực của mình bao phủ toàn bộ Côn Luân, giúp các tu sĩ vọng đạo nhanh chóng kết trận. Tiếp theo, lại có hơn 10 bóng người bay đến bên cạnh hắn, cùng hắn thi pháp, tất cả đều là Đại Thánh, Đại Đế. Sau khi thiên đạo thể hiện khí phách chống lại các tiên thần, đã có Đại Thánh, Đại Đế lựa chọn gia nhập vọng đạo. Trong đó có Hồng Trần, Cô Mệnh Lão Nhân, Tề Vân Đại Thánh làm thuyết khách, đây cũng là lý do khiến vọng đạo có thể ổn định cho đến tận bây giờ. Từng có một vị chính thần đến tấn công, cũng bị đánh lui. Các đế thánh tụ tập trên không trung, ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc mặt vô cùng khó coi. Thật sự là điên rồi, 5 vạn năm trước mới thanh lý nhân gian, sao lại đến nữa? Xem ra là thiên đạo gây áp lực quá lớn cho bọn họ. Xem ra các tiên thần sắp rút lui rồi, vượt qua kiếp này coi như đã qua. Nhưng mà không dễ vượt qua đâu, cùng lắm là chết thôi, có phải chưa từng chết đâu. Các đế thánh trao đổi với nhau, có người chửi bới, có người mặt mày đùa cợt, cũng có người rất bất lực, chuẩn bị đón nhận sự diệt vong. Xa xa trên một ngọn núi cao ở Tây Nhân Gian, một nam tử mặc áo vàng đứng trên vách đá, khí vận toàn thân như ngọn lửa. Bốc lên ngút trời, Đế Thương Thiên lẩm bẩm, sắc mặt bình tĩnh, vẫn là chậm một bước sao. Hắn đang xung kích cảnh giới Đại Thánh, khí vận thiên địa tụ lại từ 8 phương nhưng hắn đã cảm nhận được kiếp nạn sắp đến. Không chỉ có hắn, Từ Cầu Mệnh đang ngộ kiếm cũng ngẩng đầu. Dương Độc đang đi trong biển máu núi thây cũng ngẩng đầu. Phương Tử Canh đang đứng trước một tấm bia đá cũng ngẩng đầu. Những người có đại khí vận của nhân gian đều cảm nhận được sự bất an của thiên địa, cảm nhận được kiếp nạn sắp đến. Trên bầu trời ngoài vũ trụ, Đãng Thế Thần Trụ dừng lại, khuôn mặt hắn được ánh sáng chiếu rọi, trong đồng tử phản chiếu cảnh tượng của nhân gian huyền tổ. Nhân gian huyền tổ là một lục địa tỏa ra ánh sáng, khí vận hiển hiện, từng dòng khí lưu hình rồng bao quanh lục địa, khiến lục địa này càng thêm thần khí. Đãng Thế Thần Trụ có khuôn mặt lạnh lùng như vậy, đôi mắt dưới mũ giáp toát lên vẻ thờ ơ đối với chúng sinh. Hắn giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía nhân gian huyền tổ. Huyền tổ, ngươi có biết nhân gian ngươi sáng tạo ra giờ đã trở thành quân cờ trong tay Chí Thánh, tùy ý cầm lên, tùy ý đặt xuống không? Đãng Thế Thần Trụ lẩm bẩm, giọng điệu không mang chút cảm xúc nào. Ầm. Pháp lực của hắn bùng nổ, ngưng tụ ở lòng bàn tay tạo thành một cây cung vàng khổng lồ, thân cung như rồng phượng quấn quýt, dây cung là từng luồng khí thế xoắn lại với nhau. Một tay hắn cầm cung, một tay kéo dây cung, kéo căng hết cỡ. Ảo ảnh thiên địa của nhân gian huyền tổ đột nhiên khóa chặt Đãng Thế Thần Trụ, khiến chúng sinh thiên hạ đều có thể nhìn thấy, nhân gian lập tức náo loạn. Những tiên thần trở về từ nhân gian nhìn thấy Đãng Thế Thần Trụ kéo cung, đều sợ hãi tăng tốc độ bay lên, sợ bị liên lụy. Trước thiên môn, Đại Thần Trụ đứng đó, hắn quay đầu nhìn về phía nhân gian huyền tổ, ánh mắt lạnh lùng như ánh mắt của Đãng Thế Thần Trụ. Hắn nhìn thật sâu, sau đó quay đầu lại, ánh mắt lại hướng về phía thiên môn. Thiên môn đã đầy rẫy vết nứt, màn sáng bên trong cũng dần tối đi, như thể tượng trưng cho sự hủy diệt. Phúc Lộc Tiên Quân đứng giữa các tiên thần, cau mày, hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Hồi lâu sau, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bùng phát từ sâu trong vũ trụ, chiếu sáng bóng lưng của tất cả các tiên thần nhưng các tiên thần không quay đầu lại, tất cả đều nhìn chằm chằm vào thiên môn đầy vết nứt. Ánh sáng mạnh mẽ chiếu từ phía sau họ, khiến vẻ mặt của họ trở nên u ám. Tiếp theo, toàn bộ vũ trụ rung chuyển,
tiếng ầm ầm như sấm rền truyền đến từ nhân gian huyền tổ. Linh khí thiên địa trong vũ trụ cuồn cuộn dữ dội, tạo thành gió lớn, gào thét ập đến. Thiên môn đột nhiên tĩnh lặng, không còn xuất hiện vết nứt nữa. Các tiên thần chú ý đến cảnh này, khuôn mặt u ám lộ ra nụ cười. Chẳng lẽ, đại thần trụ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, chiến thần chính là chiến thần, không thể thua một phàm nhân. Ngay lúc này, trong màn sáng của thiên môn xuất hiện một bóng hình, dần dần lớn lên, rõ ràng là đang đi về phía họ. Đại thần trụ nhìn thấy bảo linh trong tay đối phương quấn quanh hình dạng long hồn, hắn lập tức nở nụ cười, giơ tay lên nói, thánh. Hắn vừa thốt ra một chữ, sắc mặt đã đại biến. Tất cả các tiên thần đồng loạt lui ra sau, như sóng dữ rẽ ra, họ lập tức ngưng tụ ra bảo linh bản mệnh của mình. Chương 892, đại diệt tuyệt thuật đại viên mãn, 80 vạn năm, 1. Chỉ thấy Phương Vọng mặc một bộ đồ trắng đi ra từ màn sáng, trên mặt đeo mặt nạ hồ ly, ánh mắt lạnh lùng, tay phải cầm thiên cung kích được long hồn màu tím bám vào, tỏa ra khí thế nóng bỏng. Sao lại là ngươi? Không thể nào! Đại thần trụ không dám tin vào mắt mình, hắn run giọng hỏi, sao ngươi có thể nắm giữ long phách chân thần công, ngươi có mối quan hệ gì với Lăng Tiêu Thành Đế? Phương Vọng đi ra từ thiên môn, ánh mắt dưới mặt, nạ lạnh nhạt, không có bất kỳ dao động cảm xúc nào. Hắn từ từ giơ thiên cung kích quấn quanh long hồn màu tím lên, mũi kích hướng lên trên, giơ cao quá đầu, động tác của hắn khiến tất cả các tiên thần đều sẵn sàng trận địa, vô cùng căng thẳng. Ánh mắt bọn họ nhìn Phương Vọng tràn đầy sợ hãi. Bọn họ không thể hiểu nổi tại sao nhân gian lại có tồn tại kinh khủng như vậy, đánh thế nào cũng không chết. Phương Vọng không nói gì, hắn hơi ngẩng đầu lên, mắt nhìn xuống tất cả các tiên thần. Phúc Lộc Tiên Quân dường như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt đại biến, vô thức lùi lại. Đột nhiên, Phương Vọng vung kích chém xuống, không có bất cứ âm thanh nào, chỉ có một nhát chém nhanh xuống. Nhát chém này, toàn bộ vũ trụ tinh không như một tấm gương xuất hiện vô số vết nứt, đan xen chẳng chịt, các tiên thần ở trong đó cũng bị vết nứt không gian quấn lấy. Tiếng nói của tất cả các tiên thần đều im bặt, mọi thứ đều chìm vào im lặng. Xa xa, nhân gian huyền tổ đang bốc lên những ngọn lửa lớn nhỏ, sóng lửa bốc lên từ mặt đất, lúc này, những ngọn lửa đó cũng dừng lại. Phá! Giọng nói của Phương Vọng vang lên, lạnh lẽo đến cùng cực. Chữ phá vừa thốt ra, toàn bộ vũ trụ tỉnh không vỡ vụn, tiếng vỡ giòn tan của tấm gương vang lên, không gian vũ trụ như vỡ vụn. Những tiên thần đó cũng vỡ thành từng mảnh theo đó, nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một vũ trụ tỉnh không mới, nhìn không khác gì trước đó, chỉ là không không một tiên thần nào sống lại. Tinh không bình lặng trở lại, chỉ có nhân gian huyền tổ xa xa vẫn đang cuồn cuộn sóng lửa, tượng trưng cho kiếp nạn vẫn còn. Lại có một bóng người bước ra từ thiên môn, chính là Lăng Tiêu Thành Đế. Đạo bào của Lăng Tiêu Thánh Đế không gió mà bay, hắn cảm thán, ngộ tính thật đáng nể, dù cùng là thiên mệnh đạo linh, ta cũng không bằng ngươi. Đại diệt tuyệt thuật chính là thần thông thâm sâu nhất mà ta nắm giữ, tu luyện mấy chục vạn năm, cũng chỉ miễn cưỡng nắm giữ được, không thể lĩnh hội được tinh túy. Đại diệt tuyệt thuật chính là thần thông mà Phương Vọng vừa thi triển. Trong quá trình trấn thế châu cắn nuốt khí vận để kéo Phương Vọng về phe mình, Lăng Tiêu Thánh Đế đã cố ý truyền thụ bí thuật này để lôi kéo. Nhưng hắn không ngờ Phương Vọng lại có thể trực tiếp nắm giữ đại diệt tuyệt thuật, quả thực khó tin. Bây giờ lòng muốn chiêu mộ Phương Vọng của hắn đã đạt đến đỉnh điểm, một thiên tài như vậy nhất định phải về phe hắn. Còn về việc làm kẻ địch, hắn căn bản không giết được Phương Vọng, hắn đã tắt tâm từ đó. Phương Vọng quay lưng lại với Lăng Tiêu Thánh Đế, chậm rãi nói, đại diệt tuyệt thuật sao, quả thực lợi hại, không biết là ai sáng tạo ra. Đại diệt tuyệt thuật khiến hắn ở trong thiên cung đến 80 vạn năm. Còn nhiều hơn 2 vạn năm so với lúc dung hợp Thiên Đạo Vạn Pháp Kinh và Thái Huyền Thần Tiêu Kinh. Cộng thêm Long Phách Chân Thần Công trước đó, lần đại chiến với các tiên thần này, Phương Vọng đã trải qua 88 vạn năm. 88 vạn năm đủ để thay đổi mọi thứ. Lăng Tiêu Thánh Đế nhìn về phía nhân gian huyền tổ xa xa, cảm thán nói, cuối cùng vẫn để bọn họ thanh lý một nửa nhân gian. Phương Vọng nhẹ giọng hỏi, ngươi nói, tiên thần đã không thể trấn áp ta, tại sao trước khi đi còn muốn thanh lý một nửa nhân gian, mục tiêu của bọn họ không phải là đế thánh sao? Lăng Tiêu Thánh Đế hừ một tiếng, chuyện này phải hỏi chí thánh của nhân gian huyền tổ, cho phép tiên đình trấn áp nhân gian nhưng mỗi khi đến một giai đoạn, hắn lại cần tiên đình thay hắn thanh lý nhân gian. Danh tiếng của tiên thần ngày càng tệ,
ngược lại càng tôn lên sự vĩ đại của hắn. Sao không nghĩ xem, Chí Thánh từng ép Tiên Đình cúi đầu, khiến tiên thần không thể làm gì được hắn. Một Chí Thánh mạnh mẽ như vậy tại sao lại không thể che chở cho nhân gian huyền tổ? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chỉ hy vọng nhân gian huyền tổ tồn tại, không hy vọng nhân gian huyền tổ quá mạnh, bởi vì hắn sợ huyền tổ sống lại. Nghe lời hắn nói, Phương Vọng im lặng. Ánh mắt hắn nhìn xa xa, nhìn thấy từng cảnh tượng tuyệt vọng của nhân gian huyền tổ, thậm chí ngay cả vọng đạo cũng tổn thất thảm trọng, nhưng tất cả những điều này đều không khiến ánh mắt hắn thay đổi. Thiên môn sau lưng hắn tiếp tục vỡ vụn, màn sáng bên trong càng thêm mờ nhạt. Lăng Tiêu Thánh Đế truy hỏi, thế nào? Có đi báo thù Tiên Đình cùng ta không? Đợi chúng ta thành lập Thiên Đình mới, lúc đó, nhân gian huyền tổ do ngươi làm chủ. Với thiên tư của ngươi, cộng thêm ta, chưa chắc không thể đánh bại Chí Thánh. Hắn lộ vẻ phấn khích, như thể đã nhìn thấy cảnh mình và Phương Vọng cùng nhau chiến đấu, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến hắn phấn chấn. Phương Vọng quay người lại, nhìn Lăng Tiêu Thánh Đế, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nói, lần sau hãy nói, có người đến rồi. Các bạn đang nghe chuyện Ta ở Nhân Gian Đạp Đất Thành Tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 893, Đại Diệt Tuyệt Thuật Đại Viên Mãn, 80 vạn năm, 2. Có người đến sao? Sắc mặt Lăng Tiêu Thánh Đế đại biến, hắn lập tức quay người nhìn lại, chỉ thấy trong màn sáng thiên môn có hai bóng người đứng. Vô cùng bí ẩn, chỉ nhìn dáng người đã khiến người ta cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Sắc mặt Lăng Tiêu Thánh Đế u ám, hắn gần từng chữ, Cửu Diện Thần La. Nộ Thế Thần La, hai đại thần la của Tiên Đình, cũng là hai trong bốn chiến thần. Trong đó Cửu Diện Thần La càng được mệnh danh là mạnh nhất Tiên Đình. Phương Vọng bình tĩnh nhìn vào màn sáng thiên môn, trong mắt không có vẻ sợ hãi. Lăng Tiêu Thánh Đế, cuối cùng ngươi vẫn phản bội Tiên Đình, giống như năm xưa ngươi phản bội sư muội của ngươi vậy. Một giọng nói lạnh nhạt và thê lương vang lên. Lăng Tiêu Thánh Đế chế giễu, Cửu Diện Thần La, ngươi cũng dám nói đến phản bội với ta sao? Nói về chuyện này, ai có thể hơn ngươi? Phương Vọng thấy rõ hắn rất căng thẳng. Khí tức của Lăng Tiêu Thần Tông đã tỏa ra, Phương Vọng nắm giữ Lăng Tiêu Thần Tông đại viên mãn có thể nhìn rõ ràng. Như vậy xem ra, bốn chiến thần tuy rằng có vẻ ngang hàng nhưng thực tế cũng có chênh lệch về thực lực. Dáng vẻ của Cửu Diện Thần La trông giống như mặc một bộ thần giáp dày, hai vai to lớn, giống đầu rồng, lại giống đầu kỳ lân, nhìn thoáng qua, như thể có ba cái đầu. Chỉ thấy Cửu Diện Thần La từ từ giơ tay phải lên, ngay sau đó, Chấn Thế Châu đột nhiên lao ra khỏi thiên môn, khiến Lăng Tiêu Thánh Đế lập tức né tránh. Phương Vọng đứng tại chỗ, mặc cho Chấn Thế Châu xuyên qua thân mình. Hắn phát hiện mình không thể thu hồi Chấn Thế Châu, có một lực lượng mạnh mẽ đã nắm quyền kiểm soát Chấn Thế Châu. Cửu U Tự Tại Thuật, khó trách ngươi dám ngang ngược như vậy. Bảo linh của ngươi có khí vân của An Thiên Đại Đế nhưng ngươi không phải là An Thiên Đại Đế. Xem ra An Thiên Đại Đế thực sự đã chết, lựa chọn thành toàn cho hậu bối. Giọng nói của Cửu Diện Thần La vang lên, như đang tự hỏi tự trả lời. Nộ Thế Thần La bên cạnh cũng lên tiếng, Cửu U Tự Tại Thuật. Cái đó dễ giữ mạng hơn Lăng Tiêu Thần Tông nhiều. Hai vị thần la như thể không coi Phương Vọng ra gì, ngay cả khi nhận ra Cửu U Tự Tại Thuật, bọn họ cũng không hề hoảng sợ. Giọng nói của Lăng Tiêu Thánh Đế truyền đến từ bên cạnh, Phương Vọng, mau rời đi. Đừng chủ quan, hai vị thần la này nắm giữ thần thông mà ngay cả ta cũng vô cùng kiêng dè, không được y vào bí thuật mà chủ quan. Hắn dùng truyền âm thuật, giọng điệu nghiêm trọng. Đối mặt với lời nhắc nhở của Lăng Tiêu Thánh Đế, Phương Vọng như không nghe thấy, hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Cửu Diện Thần La, Nộ Thế Thần La. Cách bức màn sáng thiên môn, Phương Vọng và hai vị chiến thần như cách nhau một thế giới. Chân Thế Châu lơ lửng sau lưng Phương Vọng, rung động dữ dội, như thể sắp mất kiểm soát. Cửu Diện Thần La, Nộ Thế Thần La tự thảo luận về Cửu U Tự Tại Thuật, hoàn toàn không sợ Phương Vọng chạy trốn. Thấy Phương Vọng đứng tại chỗ, không hề có thái độ chạy trốn, Lăng Tiêu Thánh Đế vô cùng sốt ruột. Được rồi, nên làm chính sự thôi. Giọng nói của Cửu Diện Thần La vang lên, dứt lời, hắn bước về phía bức màn sáng thiên môn, thân hình theo đó mà lớn dần. Khi chân phải của hắn bước ra khỏi bức màn sáng, dưới chân hắn như có mặt hồ vô hình gợn sóng. Chỉ một bước này, toàn bộ vũ trụ sao trời trong nháy mắt tĩnh lặng, rồi chìm vào ánh sáng chói lòa như ban ngày. Phương Vọng bị ánh sáng mạnh bao phủ,
thân hình không nhúc nhích nửa bước, Lăng Tiêu Thánh Đế nghiến răng rồi biến mất trong vũ trụ sao trời này. Nếu chỉ dựa vào cửu u tự tại thuật, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Sao không thử thoát khỏi thế giới này? Giọng nói của Cửu Diên Thần La truyền ra từ trong thiên môn. Giọng điệu hờ hững, hắn bước ra khỏi thiên môn nhưng toàn bộ vũ trụ sao trời đều chìm trong ánh sáng mạnh, khiến cho dù hắn có bước ra ngoài, thân hình cũng không lộ ra. Phương Vọng đã ở trong trạng thái hư hóa nhưng hắn phát hiện tốc độ tiêu hao pháp lực thiên đạo của mình cực nhanh. Trước đó khi thi triển cửu u tự tại thuật để né tránh công kích, lượng pháp lực thiên đạo tiêu hao còn lâu mới bằng bây giờ. Phương Vọng không lập tức nhảy ra khỏi thế giới này, hắn tiến về phía trước từng bước một. Trong ánh sáng mạnh, thân hình hắn cũng trở nên mờ ảo. Hắn cứ như vậy đi về phía Cửu Diện Thần La, ngược lại Cửu Diện Thần La lại dừng lại. Phía sau Cửu Diện Thần La, Nộ Thế Thần La bước tới, đứng ngang hàng với Cửu Diện Thần La. Hai vị thần la đứng cạnh nhau, khí thế kinh khủng bá đạo nghiền nát mọi thứ trong toàn bộ vũ trụ sao trời đều hóa hư vô, chỉ còn nhân gian huyền tổ ở xa không bị ảnh hưởng. Tất cả các vì sao trong vũ trụ đều biến mất. Phương Vọng dựa vào cửu u tự tại thuật hư hóa, tránh được khí thế áp chế của hai vị thần la. Hắn đi thẳng đến trước mặt hai vị thần la, vẫn không dừng bước. Khi Phương Vọng đi qua giữa hai vị thần la đồng thời giơ tay, ấn vào vai hắn. Cửu Diện Thần La, Nộ Thế Thần La đưa tay xuyên qua vai Phương Vọng, bắt hụt, đột nhiên, Nộ Thế Thần La quay người, đánh ra một trường. Phương Vọng như có linh tính, biến mất trong hư không, khiến trường phải của Nộ Thế Thần La một lần nữa đánh hụt. Nộ Thế Thần La không hề tức giận, ngược lại còn khen ngợi, tốc độ thật nhanh, cửu u tự tại thuật của hắn đã đạt đến cảnh giới cực cao. Ít nhất chúng ta chưa từng gặp qua người có thành tựu cửu u tự tại thuật như vậy. Chương 894, chân công thứ tư, đảo ngược thời không. Cửu Diện Thần La cũng nghiêng người, giọng điệu hờ hững nói, hắn ở nhân gian khác, ngươi đi bắt đi, ta chờ ở đây. Nộ Thế Thần La cũng không từ chối, rồi chui vào trong thiên môn, biến mất không thấy. Cửu Diện Thần La quay đầu, nhìn về phía nhân gian huyền tổ xa xa, hắn bước về phía nhân gian huyền tổ. Chí Thánh nên ra ngoài chiến đấu rồi, ngươi mới là lý do ta đến đây. Giọng nói của Cửu Diện Thần La vang lên, vang vọng khắp vũ trụ, giọng điệu toát lên sự bá đạo không thể nghi ngờ. Đại lục Hàng Long, bí cảnh Trụy Thiên, Hàng Long Đại Thánh đứng bên hồ, ngước nhìn bầu trời, sắc mặt nghiêm nghị. Những hồn ma phía sau hắn đều kinh hoàng nhìn lên bầu trời, dị tượng trên bầu trời phản chiếu thân hình kinh khủng của Cửu Diện Thần La. Vẫn thất bại rồi sao? Hàng Long Đại Thánh lẩm bẩm tự nói, khuôn mặt đầy vẻ tiếc nuối. Hắn cảm thấy tiếc cho Phương Vọng. Sự mạnh mẽ của Phương Vọng đã vượt qua hắn năm xưa nhưng đối thủ của Phương Vọng cũng vượt xa đối thủ của hắn. Giống như thất bại là số mệnh của con người, tuyệt vọng là màu sắc cuối cùng của cuộc sống con người. Ngay lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hàng Long Đại Thánh. Chính là Phương Vọng. Hàng Long, Đại Thánh vô thức liếc nhìn Phương Vọng, đồng tử không khỏi co lại, vô thức hỏi, sao ngươi? Phương Vọng tháo mặt nạ hồ ly xuống, nói, đi một chuyến đến nhân gian khác, rồi quay lại. Sắc mặt hắn bình tĩnh như nước, không nhìn ra buồn vui. Đối với người thường, kiếp nạn này mới chỉ kéo dài vài chục năm nhưng Phương Vọng đã trải qua 88 vạn năm, 88 vạn năm đủ để xóa bỏ mọi cảm xúc. Bây giờ Phương Vọng nhìn thấy thảm cảnh của nhân gian huyền tổ, mặc dù phải đối mặt với Cửu Diện Thần La. Nộ Thế Thần La mà hắn tạm thời không thể chiến thắng, trong lòng hắn cũng không có sợ hãi và thù hận, ngược lại còn chìm vào sự bình tĩnh chưa từng có. Hắn đã có quyết định. Hàng Long Đại Thánh nhìn Phương Vọng, thở dài nói, ngươi đã hết sức rồi, đương nhiên ngươi có năng lực mà tiên thần không thể truy tìm. Sao phải ở lại, thượng giới rất lớn, chưa chắc đã không có chỗ cho ngươi dung thân. Phương Vọng nhìn mặt hồ, mở miệng hỏi, sư phụ, năm xưa tại sao ngươi lại muốn sáng tạo ra ba chân công? Hàng Long Đại Thánh sửng sốt, mặc dù khó hiểu nhưng vẫn trả lời, ta chỉ muốn đi một con đường chưa từng có. Thực ra ta còn có ý tưởng về chân công thứ tư, đáng tiếc là chưa kịp sáng tạo thì đã thân tử đạo tiêu. Ồ, chân công thứ tư là công pháp như thế nào? Thiên cương thánh thể chân công khiến ta có được thể phách mạnh nhất, đấu chiến chân công khiến ta có được tâm chiến đấu mạnh nhất, còn âm dương huyền minh chân công khiến ta nhìn thấu sự sống và cái chết. Sau khi luyện thành ba chân công, ta từng cảm thấy mình đã vô địch, cho đến sau này, ta đối mặt với người quan trọng nhất chết đi nhưng lại bất lực.
Ta đột nhiên cảm thấy sức mạnh dù có mạnh đến đâu cũng chỉ có thể bảo vệ được bản thân mình lúc này, ta không nắm được khả năng xoay chuyển vận mệnh. Khuôn mặt Hàng Long Đại Thánh lộ vẻ cảm thán, trong ánh mắt có buồn bã, cũng có phiền muộn. Phương Vọng im lặng lắng nghe, dường như nghĩ đến điều gì, trong mắt hiện lên một tia dao động. Hàng Long Đại Thánh tiếp tục nói, truyền thuyết kể rằng bên ngoài tam giới có một khu vực lưu đày, sinh linh chìm vào đó sẽ mất đi ý nghĩa sống. Chúng có thể nhìn thấy quá khứ, có thể nhìn thấy tương lai nhưng lại không thể tham gia vào quá khứ, hiện tại, tương lai, chỉ có sự khô héo vô tận chờ đợi chúng. Nếu ta sáng tạo ra chân công thứ tư thì nhất định phải xoay chuyển thời không, thậm chí là khống chế thời không. Hắn lại nhìn Phương Vọng, nói, chân công thứ tư quá phức tạp, vi sư không làm được nhưng ngươi có thể. Phương Vọng cười nói, xoay chuyển thời không sao, ta thật sự có. Nghe vậy, Hàng Long Đại Thánh sửng sốt. Hắn vừa định mở miệng hỏi thì trên người Phương Vọng đột nhiên lên, toàn thân hắn tỏa ra một luồng khí tức huyền diệu khó hiểu. Những hồn ma phía sau đều trợn tròn mắt, không thể tin nhìn Phương Vọng. Hàng Long Đại Thánh càng thêm kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Hắn kinh ngạc hỏi, người đã sáng tạo thành công rồi sao? Không phải vậy, chỉ là ta vừa vặn nắm được bí pháp ở đây. Sư phụ, lần sau gặp lại, có lẽ chúng ta không còn là quan hệ sư đồ nữa nhưng sự dạy dỗ của ngươi đối với ta sẽ báo đáp. Giọng nói của Phương Vọng vang lên, mang một tia cười không rõ ràng. Giọng nói vừa dứt, toàn thân hắn bùng phát ánh sáng chói lọi, quét ngang bí cảnh trụy thiên, quét ngang toàn bộ nhân gian huyền tổ, quét ngang toàn bộ vũ trụ, thậm chí còn lướt qua cửu diện thần la. Cửu diện thần la vô thức giơ tay chống đỡ nhưng luồng ánh bạc chói lọi đó vẫn xuyên qua thân thể hắn. Hoàng hôn buông xuống, thành Nam Khâu dưới ánh hoàng hôn vẫn nhộn nhịp, khói bếp nghi ngút. Thập Tam công tử về rồi. Công tử, sao lại đứng đây không vào? Công tử, hôm nay ngài đi chơi ở đâu vậy? Tránh ra, tránh ra. Bên tai truyền đến những âm thanh ngày càng ồn ào, Phương Vọng từ từ mở mắt, đập vào mắt hắn là tấm biển trên cổng phủ đệ. Phương Quốc công phủ, gió nhẹ thổi qua, thổi bay áo trắng của Phương Vọng, khiến áo trắng của hắn tung bay như ngọn lửa. Các bạn đang nghe chuyện Ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 895, 16 tuổi, Thiên Đạo Huyền Tiên, 1. Đợi đến khi tất cả các giác quan phục hồi, trên mặt hắn mới lộ ra nụ cười. Hắn đã trở về, năm nay hắn 16 tuổi, trở về ngày Chu Tuyết được sống lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời Phương Phủ có một luồng khí đỏ dừng lại, uốn lượn như rắn, kéo dài đến một sân nào đó trong Phương Phủ. Chỉ có hắn mới nhìn thấy luồng khí đỏ này, hắn thậm chí còn có thể phân biệt được đó là nhân quả thời không. Sau khi thi triển đại viên mãn kiếm quyết cửu mệnh niết bàn, Phương Vọng liền rơi vào xoáy nước thời không, quá trình tái sinh không hề ngắn. Hắn như trải qua một thời gian dài tu luyện ở thiên cung, trên đường đi hắn cảm nhận được bốn loại lực lượng quy tắc. Thời gian, không gian, vận mệnh, nhân quả. Bốn loại quy tắc này đan xen lẫn nhau, tạo thành hệ thống quy tắc phức tạp. Tu luyện kiếm quyết cửu mệnh niết bàn có thể quay trở lại một nút thắt nào đó trong quá khứ của mình. Tổng cộng 9 lần và mỗi lần đều có thể đi kèm với việc quên đi ký ức nhưng kiếm quyết cửu mệnh niết bàn đại viên mãn thì khác. Có thể thực sự tái sinh, tái tạo trật tự thời gian dưới một đại đạo. Không ai có thể dò xét. Sau khi thực sự tái sinh, sự hiểu biết của Phương Vọng về bốn loại quy tắc đã đạt đến một tầm cao mới. Hắn thậm chí còn cảm nhận được đại đạo. Đại đạo là gì? Sự hiểu biết của Phương Vọng là sức mạnh trên cả quy tắc thiên địa. 3.000 quy tắc thiên địa có thể tạo thành một thế giới, còn đại đạo có thể đúc nên hỗn độn nơi 3.000 thế giới tồn tại. Phương Vọng đứng trước cổng Phương Phủ, lặng lẽ cảm nhận. Đối với những câu hỏi của những người hầu, hắn đều làm ngơ. Trước cổng Quốc công phủ, hắn mặc một bộ áo trắng bó sát người, phong thái tuấn tú. Tuổi nhỏ nhưng khí chất lại toát lên vẻ thương tang không phù hợp với độ tuổi này, thu hút ánh mắt của tất cả những người đi ngang qua. Phương Vọng không bị ảnh hưởng bởi người ngoài, lặng lẽ nhìn luồng khí đỏ trên bầu trời Phương Phủ, muốn xem thử sức mạnh nào đã khiến Chu Tuyết tái sinh. Hồi lâu sau, Vọng Nhi, ngươi đứng đây ngẩn người làm gì vậy? Một giọng nói truyền đến từ bên cạnh, rồi có người giơ tay vỗ lên vai Phương Vọng. Phương Vọng liếc nhìn, phát hiện ra đó là nhị bá Phương Chiết của mình, cũng là phụ thân của Phương Hàn Vũ. Trước khi tái sinh,
Phương Triết đã qua đời từ hàng trăm năm trước, Phương Vọng suýt quên mất hắn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn, Phương Vọng lại nhớ ra ngay. Từ nhỏ đến lớn, Phương Vọng đều rất được các bá bá yêu quý, một là vì phụ thân hắn là con út, hai là vì hắn thông minh từ nhỏ, so với những đứa trẻ khác thì quá xuất chúng. Phương Vọng nở nụ cười, nói, nhị bá, lâu rồi không gặp. Phương Triết xoa đầu hắn, nói một cách khó chịu, lâu rồi không gặp cái gì chứ, sáng nay ngươi mới lấy cung của ta đi, cung của ta đâu? Phương Vọng chỉ tay lên bầu trời, Phương Triết theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên nhưng không thấy gì cả, hắn không khỏi cúi đầu nhìn lại Phương Vọng. Vừa nhìn Phương Vọng đã bắt đầu bước đi. Phương Vọng lập tức cao hơn Phương Triết một cái đầu, khiến Phương Triết sửng sốt. Không chỉ có Phương Triết, mà những gia đình Phương gia canh giữ trước cổng và những người dân, thương nhân qua lại đều trợn tròn mắt, vẻ mặt như nhìn thấy ma. Chỉ thấy Phương Vọng như đang bước trên những bậc thang vô hình, từng bước một bước lên bầu trời, 7 bước đã cao hơn mái hiên Phương phủ. 15 bước sau, hắn đã ở độ cao cách mặt đất trăm trượng. Càng ngày càng nhiều người trong thành Nam Khâu nhìn thấy bóng dáng của Phương Vọng, khắp nơi trong thành vang lên tiếng kêu lên kinh ngạc. Những người Phương gia, gia đình trong Phương phủ cũng chú ý đến cảnh tượng này. Phương Triết đã ngây dại, toàn thân run rẩy. Hắn nghi ngờ mình đang nằm mơ. Trong một sân của Phương phủ, một cánh cửa sổ đột nhiên bị đẩy ra, một thiếu nữ lộ ra nửa người trên, chính là Chu Tuyết khi còn trẻ. Chu Tuyết 16 tuổi có khí chất tang thương giống với Phương Vọng, rất không phù hợp với khuôn mặt. Nàng nhìn thấy bóng dáng của Phương Vọng, đôi mày thanh tú không khỏi nhíu lại. Lơ lửng giữa không trung, hắn là tu tiên giả sao? Chu Tuyết rất bối rối. Nàng vừa mới chấp nhận sự thật mình được tái sinh, đang lên kế hoạch cứu Phương phủ, không ngờ thành Nam Khâu lại xuất hiện tu tiên giả. Theo trí nhớ của nàng, tu tiên giả diệt Phương phủ không thể trực tiếp bay lên không trung, mà phải 7 ngày sau mới đến. Chu Tuyết chăm chú nhìn bóng dáng của Phương Vọng. Dưới sự chú ý của nàng, những đám mây đen cuồn cuộn đột nhiên kéo đến, khiến thành Nam Khâu vốn đang ở hoàng hôn bỗng chốc chìm vào đêm tối. Những tia sét thỉnh thoảng xuất hiện chiếu sáng cả đất trời, như thể thiên tai sắp đến, mà bóng dáng của Phương Vọng bắt đầu phát ra ánh bạc. Một luồng uy áp bao la từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn thành, bao trùm cả đại lục Hàng Long, thậm chí bao trùm cả nhân gian. Sắc mặt Chu Tuyết đại biến, trong lòng dâng lên sóng gió. Sao có thể? Nhân gian sao có thể có tiên nhân? Nàng dám chắc người này tuyệt đối không phải tu tiên giả ở nhân gian, mà là tiên nhân ở thượng giới, hơn nữa tu vi không thấp, ít nhất nàng chưa từng cảm nhận được khí tức như vậy. Lúc này, Phương Vọng đứng hiên ngang giữa bầu trời, hắn nhìn xuống chúng sinh, thầm thúc đẩy tâm pháp của Thiên Đạo Vạn Pháp Kinh. Hắn muốn trực tiếp đạt đến cảnh giới Thiên Đạo Huyền Tiên. Chương 896, 16 tuổi, Thiên Đạo Huyền Tiên, 2. Bây giờ hắn 16 tuổi, đợi 1.100 năm sau, thiên môn mở ra, hắn nhất định có thể vượt qua Thiên Đạo Huyền Tiên, sáng tạo ra cảnh giới cao hơn. Đến lúc đó, không còn là tiên thần hạ phàm, mà là thiên đạo giáng lâm tiên đình. Theo sự thúc đẩy của tâm pháp, lực lượng quy tắc giữa thiên địa, linh khí tuôn về phía hắn, tu vi của hắn điên cuồng tăng vọt, thần thức và cảm quan cũng nhanh chóng tăng lên. Phạm vi hắn có thể nhìn xuống ngày càng lớn. Hắn nhìn thấy Chu Tuyết, nhìn thấy Hàng Long Đại Thánh, nhìn thấy Đông Công Hoàng, nhìn thấy Dương Độc, nhìn thấy Độc Cô Vấn Hồn, thậm chí còn nhìn thấy Hồng Trần. Không đến một nén nhang, toàn bộ nhân gian đều nằm trong tầm mắt của hắn. 1 giờ sau, hắn đã tu luyện Thiên Đạo Vạn Pháp Kinh một chu thiên, thân xác và linh hồn lột xác, trực tiếp trở thành Thiên Đạo Huyền Tiên. Kiếp này, Phương Vọng 16 tuổi lần đầu tiên tu tiên, lập tức thành tiên, đạt đến cảnh giới Thiên Đạo Huyền Tiên. Khi hắn bước vào cảnh giới Thiên Đạo Huyền Tiên, khí tức của hắn trở nên vô cùng lớn, toàn bộ bầu trời nhân gian lập tức biến thành màu vàng, ánh sáng vàng rực rỡ, chiếu sáng đại địa, xua tan bóng tối. Chu Tuyết đã đến trong sân, ánh sáng vàng rọi xuống, chiếu vào người nàng, nàng ngây dại, cả người như mất hồn. Tổ sư Thánh Hiền, nhân gian sao có thể có tồn tại như vậy? Chu Tuyết bắt đầu nghi ngờ cuộc đời mình, nàng nghi ngờ mình căn bản không được tái sinh, mà là bị kéo vào ảo cảnh. Rõ ràng, chủ nhân của ảo cảnh chính là vị tổ sư thần bí trên trời lúc này. Chu Tuyết cẩn thận nhớ lại. Cả đời nàng chưa từng quen biết đại năng cấp bậc tổ sư Thánh Hiền, rốt cuộc là ai đã cứu nàng khi nàng sắp tử vong, lại vì sao kéo nàng vào ký ức thời thơ ấu của nàng. Chu Tuyết,
ngươi nói nhân gian có pháp môn lập địa thành tiên không? Giọng nói của Phương Vọng truyền vào tai Chu Tuyết, chỉ có nàng mới nghe thấy. Chu Tuyết còn tưởng rằng đại năng kéo nàng vào ảo cảnh là để khảo nghiệm nàng, vì vậy nàng do dự trả lời, pháp môn thành tiên thì có nhưng pháp môn có thể khiến người ta lập tức thành tiên thì. Chu Tuyết không thể trả lời, bởi vì nàng cũng không chắc trên đời có thật sự có pháp môn có thể khiến người ta lập tức thành tiên hay không. Nàng ngây dại đứng tại chỗ, lòng rối như tơ vò, nàng cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Trước đó, sau khi chấp nhận chuyện được sống lại, nàng nghĩ đến việc giúp Phương Phủ vượt qua nguy cơ diệt môn, bây giờ xem ra không cần nữa rồi. Dị tượng thiên địa mà Phương Vọng gây ra đã kéo dài một thời gian, thân phận của hắn đã truyền khắp Phương Phủ. Chu Tuyết cũng nghe người hầu bàn tán, nói rằng người trên trời kia là công tử thứ 13 của Phương Phủ, Phương Vọng. Chu Tuyết bây giờ không rõ Phương Vọng là một mắt xích trong ảo cảnh hay là hóa thân của vị tổ sư thần bí kia, nàng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi, chờ khí thế của đối phương ngừng tăng lên. Cùng lúc đó, ngày càng nhiều tu tiên giả đến, bọn họ đều phân tán ở bên ngoài thành Nam Khâu, không dám tùy tiện vào thành, cho dù nhìn từ xa, bọn họ cũng chấn động vì hình tượng, khí thế của Phương Vọng. Thái Uyên Môn cũng đến, trưởng môn Quảng Cầu Tiên dẫn theo mấy vị trưởng lão cùng một đám đệ tử đến, trong đó có cả đệ tử thiên tài nhất của Thái Uyên Môn. Lục Viễn Quân, người mang địa nguyên bảo linh trung phẩm, thiên tư hơn người ở một vùng đất. Bọn họ nhìn Phương Vọng toàn thân tỏa sáng ánh bạc, không ai dám tiến lên. Ánh mắt Lục Viễn Quân nhìn Phương Vọng cũng tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, chẳng lẽ người này chính là tiên nhân ẩn cư trong nhân gian sao? Không chỉ Thái Uyên Môn đến, các môn phái khác trong tu tiên giới đại tề cũng đến. Cứ như vậy, ngày đêm thay đổi, từng ngày trôi qua. Ước chừng 7 ngày sau, khí tức của Phương Vọng trở nên bình ổn, khí tức của hắn mênh mông vô bờ nhưng không phải là cảm giác áp lực ngang ngược, có thể khiến chúng sinh cảm nhận được sự tường hòa và chính chư. Tất cả chúng sinh cảm nhận được khí tức của hắn đều sinh ra sự kính trọng, thậm chí là kính ngưỡng từ trong thâm tâm. Phương Vọng đứng trên trời, ánh bạc trên người đã biến mất nhưng sau lưng hắn ngưng tụ ra ba thiên đạo thái dương, ánh sáng vạn trượng, đang xua tan bóng tối. Mây đen trên trời từ từ tan đi, ánh nắng mặt trời chân chính rọi xuống theo đó. Phương Vọng mở mắt, giống như tiên thần chí cao vô thượng mở mắt. Hắn giơ hai tay lên, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Hắn đã hoàn toàn thành tựu thiên đạo huyền tiên, hơn nữa tu vi còn cao hơn kiếp trước một chút, đều nhờ vào bốn loại lực lượng quy tắc cảm ngộ được trong quá trình sống lại. Từ góc nhìn của Phương Vọng, bên trong thành Nam Khâu chật ních người, vô số bách tính quỳ xuống cầu phúc, bên ngoài thành Nam Khâu đều là bóng dáng tu tiên giả, cũng có người đang thành kính quỳ bái. Không ai nghi ngờ hắn, đều cho rằng hắn là chân tiên ở nhân gian, bởi vì dị tượng thiên địa 7 ngày này là có thật. Đất bắt đầu mọc ra từng đóa kim liên, ngay cả góc tường, đường phố trong thành cũng mọc ra kim liên, tất cả sinh linh đến gần kim liên đều cảm nhận được sự chỉ dẫn của đạo. Ta, Phương Vọng, hôm nay khai sáng thiên đạo, lập địa thành tiên ở nhân gian, ngày sau sẽ thành lập Côn Luân ở đại lục Hàng Long. Đợi Côn Luân xây dựng xong, người cầu đạo trong thiên hạ, chỉ cần đạo tâm thành kính, bất kể căn cơ, bất kể chủng tộc, đều có thể đến cầu đạo. Các bạn đang nghe chuyện Ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 897, Thiên đạo hiện thế, Côn Luân cầu đạo. Giọng nói của Phương Vọng vang vọng khắp nhân gian, bao gồm cả Tây nhân gian, trong nháy mắt, thiên hạ chấn động. Thiên đạo, lập địa thành tiên, Côn Luân cầu đạo. Chỉ một vài lời ngắn gọn đã chứa đựng lượng thông tin khiến chúng sinh thiên hạ vô cùng phấn khích, còn các tu tiên giả gần thành Nam Khâu càng phấn khích hơn, cảm thấy mình có thể làm quan ăn lộc vua. Ầm, một tiếng nổ lớn như chuông đồng vang lên từ chân trời, một con đường lớn màu vàng kim trải dài, thu hút vô số tu sĩ, bách tính quay đầu nhìn lại. Trên con đường lớn màu vàng kim đó có một bóng người đang bước tới, trông có vẻ nhàn nhã thong dong nhưng mỗi bước đều có thể vượt qua một khoảng cách cực xa. Mười mấy bước sau, hắn đã đến trước mặt Phương Vọng, hai người cách nhau chưa đến trăm trượng, khoảng cách này là rất gần đối với bọn họ. Đó chính là chủ nhân của Đông Nhân Gian, Đông Công Hoàng, phụ thân của Hồng Tiên Nhi. Phương Vọng nhìn Đông Công Hoàng đang ở trạng thái đỉnh cao, trái tim vốn không gợn sóng của hắn cũng gợn lên từng đợt sóng. Ở kiếp trước, Đông Công Hoàng đối xử với hắn rất tốt, tuy có ý đặt cược nhưng sự trả giá là thực sự,
Phương Vọng cũng không phụ lòng hắn, sau khi hắn mất đã bảo vệ Đại Dụ Thần Triều. Đông Công Hoàng cảm nhận được khí tức thiên đạo mênh mông vô bờ của Phương Vọng, thầm kinh ngạc trong lòng. Đặc biệt là khi nhìn thấy ba thiên đạo Thái Dương sau lưng Phương Vọng, hắn cảm thấy đạo hạnh của mình căn bản không thể so sánh được. Khó trách Hàng Long Đại Thánh không địch lại được tiên thần, nếu tiên thần đều mạnh mẽ như vậy thì nhân gian thực sự không có chỗ xoay chuyển. Đông Công Hoàng hít sâu một hơi, giơ tay hành lễ, nói: "Trẫm là hoàng đế của Đại Dụ Thần Triều, Đông Công Hoàng, bái kiến tiền bối, cảm tạ tiền Phương Vọng cũng không từ chối." Chuyện sống lại quá hoang đường, phức tạp, hắn lười giải thích, hơn nữa tu tiên giả vốn lấy đạo hạnh để tính bối phận, hiện tại hắn đã thực sự có tư cách làm tiền bối của Đông Công Hoàng. Đại Dụ Thần Triều có công đức giữ trật tự nhân gian, đợi Côn Luân xây dựng xong, ta sẽ ban cho Đại Dụ Thần Triều một cơ duyên. Phương Vọng mở miệng trả lời. Hắn vừa nói ra lời này, Đông Công Hoàng lập tức mừng rỡ, vội vàng cảm tạ Phương Vọng. Phương Vọng phất tay, rồi bay vào trong thành Nam Khâu. Đông Công Hoàng nhìn Phương Vọng đáp xuống một phủ đệ, hắn thầm nghĩ, Phương Phủ, Phương Vọng. Sau đó, hắn quay, người rời đi, theo con đường lớn màu vàng kim biến mất ở chân trời. Bên kia, sau khi đáp xuống Phương Phủ, Phương Vọng đã được người Phương gia vây quanh. Trong đám người, Phương Vọng nhìn thấy cha mẹ của mình, Phương Dần và Khương Thị, hắn không khỏi nghĩ đến kiếp trước mình đã bỏ lỡ việc đưa tiễn cha mẹ. Sự nuối tiếc trước kia kiếp này có thể bù đắp, thậm chí còn có thể tạo ra những khả năng khác. Phương Vọng không xúc động quỳ xuống trước mặt cha mẹ, bây giờ hắn là đại tu sĩ đã trải qua 200 vạn năm tu luyện, đạo tâm vững chắc. Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của tộc nhân, Phương Vọng tỏ ra rất bình tĩnh, chính sự bình tĩnh này ngược lại khiến hắn tránh được rất nhiều phiền phức. Hỗn láo, tất cả lui xuống, không được dò hỏi thiên cơ, các ngươi chỉ cần biết Vọng Nhi đã thành tiên là được. Một giọng nói bá đạo truyền đến, chính là gia gia của Phương Vọng, Phương Mãnh. Hiện tại Phương Phủ vẫn do Phương Mãnh làm chủ, hắn vừa lên tiếng, tộc nhân lập tức tản đi. Phương Mãnh đến trước mặt Phương Vọng, vẻ mặt cũng rất phấn khích nhưng hắn không nói nhiều, chỉ nói một câu, Vọng Nhi, vất vả rồi, ngươi cứ đi nghỉ ngơi trước đi vài ngày nữa, ông cháu chúng ta sẽ nói chuyện. Thấy Phương Vọng đột nhiên biến mất, tộc nhân đều kêu lên kinh ngạc, cảm thấy không thể tin nổi. Trong mắt người Phương gia, trên đời không có tu tiên giả, họ chỉ biết võ lâm, luyện võ có thể lấy một địch trăm. Trước khi Phương Vọng đạp bước lên trời, họ cho rằng tiên thần chỉ là truyền thuyết bịa đặt. Phương Vọng bước một bước đến sân của Chu Tuyết. Lúc này, Chu Tuyết đang ngồi xếp bằng giữa những bông kim liên, đang tu luyện một bộ công pháp. Phương Vọng nhìn thoáng qua đã nhận ra nàng không phải đang luyện Tử Khí Bất Diệt Công, mà là một bộ công pháp khác, thậm chí còn mạnh hơn Tử Khí Bất Diệt Công. Chu Tuyết không cảm nhận được khí tức của hắn, vẫn tiếp tục cảm ngộ tu luyện. Phương Vọng vung tay phải xuống đất, những bông kim liên trong sân này trở nên nhiều hơn, hắn truyền đạo ý của mình vào trong những bông kim liên, giúp Chu Tuyết ngộ đạo tốt hơn. Thiên đạo hiện thế, kim liên trải khắp mặt đất, toàn bộ nhân gian đều tràn ngập sức sống. Tạo hóa lớn này kéo dài suốt một tháng, khiến không biết bao nhiêu sinh linh khai mở linh trí, khiến không biết bao nhiêu tu sĩ đột phá tu vi, khiến không biết bao nhiêu người phàm cảm ngộ được thiên đạo, bước vào con đường tu tiên. Đệ tử Phương Phủ cũng đang trân trọng cơ duyên này. Sau khi Phương Vọng đáp xuống, toàn bộ Phương Phủ nhanh chóng chìm vào yên tĩnh, tiếp theo là thành Nam Khâu, rồi đến Đại Tề, khắp nơi trên nhân gian lần lượt yên tĩnh lại. Đợi kim liên tiêu tán, nhìn từ vũ trụ tỉnh không, toàn bộ nhân gian huyền tổ tối sầm lại, không còn sáng chói như trước. Chu Tuyết từ từ mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiên đạo, thật lợi hại. Chương 898, nỗi sợ của Hồng Huyền Đế, 1. Chu Tuyết lẩm bẩm tự nói, giọng điệu xen lẫn một tia phấn khích. Sau một tháng tu luyện, nàng có thể xác định mình không phải đang ở trong ảo cảnh, nàng thực sự đã được sống lại. Nhưng nàng không dám chắc mình có quay về quá khứ hay không. Với kiến thức của nàng, nàng biết đến sự tồn tại của thế giới song song, bất kỳ một thiên địa nào có sinh linh đều có thể sinh ra thế giới song song với số mệnh khác nhau. Đó là vì có sức mạnh can thiệp vào quá khứ tương lai xuất hiện. Nàng rất tò mò, vị tộc nhân tên Phương Vọng này có lai lịch như thế nào? Thế nào, ngươi đánh giá thế nào về thiên đạo mà ta sáng lập? Giọng nói của Phương Vọng truyền đến từ phía sau Chu Tuyết, khiến Chu Tuyết giật mình đứng dậy. Nàng quay người nhìn Phương Vọng, vẻ mặt cảnh giác. Nàng vô thức muốn mở miệng hỏi,
Phương Vọng đã lập tức xuất hiện trước mặt nàng, một ngón tay lơ lửng trước mắt nàng. Toàn thân Chu Tuyết cứng đờ, ánh mắt mất đi thần thái. Hai người cứ như vậy đứng đối mặt với nhau. Phương Vọng nhìn chằm chằm vào Chu Tuyết, phát hiện mình đã lâu không nhìn Chu Tuyết kỹ như vậy, hoặc nói đúng hơn là chưa từng nhìn. Trong cuộc đời của Phương Vọng, Chu Tuyết không dành nhiều thời gian bên hắn, nhưng không biết từ lúc nào, Chu Tuyết đã trở thành người quan trọng nhất của hắn. Cảm giác này rất vi diệu, nói là tình yêu nhưng Phương Vọng lại cảm thấy giống như đối thủ cạnh tranh, hắn không muốn yếu hơn Chu Tuyết. Phương Vọng không cảm thán nhiều, rất nhanh hắn bắt đầu quan sát nhân quả của Chu Tuyết. Hắn cảm thấy nhân quả là đại đạo có ảnh hưởng lớn nhất đối với sinh linh. Nhân quả của Chu Tuyết vô cùng phức tạp, tầng tầng lớp lớp, có một loại nhân quả ẩn sâu vô cùng. Loại nhân quả này vượt qua nhân gian, vượt qua thời không. Phương Vọng muốn truy tìm loại nhân quả này nhưng phát hiện rất khó, một khi liên quan đến một độ cao nào đó sẽ bị một sức mạnh vô hình ngăn cách. Hắn nghi ngờ độ cao đó chính là thượng giới. Thời gian trôi nhanh. Đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh mắt của Chu Tuyết mới khôi phục lại thần thái, nàng không còn vẻ bàng hoàng như trước, thay vào đó là sự sâu sắc. Trong đôi đồng tử của nàng dần dần phản chiếu hình bóng của Phương Vọng. Ánh mắt của nàng chạm vào ánh mắt của Phương Vọng, bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt nàng phức tạp, còn Phương Vọng thì mỉm cười. Bây giờ hiểu rồi chứ? Phương Vọng nhẹ giọng hỏi, vừa rồi hắn đã truyền cho nàng tất cả những ký ức giao thoa giữa mình và Chu Tuyết, để nàng hiểu được mối quan hệ kiếp trước với hắn. Kinh nghiệm chung sống của hai người không nhiều nên ký ức không quá đồ sộ, chưa đến 3 canh giờ, Chu Tuyết đã tiếp nhận hoàn toàn, như thể đã trải qua một lần. Chu Tuyết hít sâu một hơi, nói, nếu không phải là ảo thuật do ngươi tạo ra thì ta và ngươi thực sự có mối quan hệ không tầm thường. Phương Vọng cười nói, ta phải hiểu rõ ngươi lắm mới có thể tạo ra ký ức như vậy, ngươi cảm thấy ngươi trong đoạn ký ức đó có khác ngươi nhiều không? Chu Tuyết không khỏi hỏi, nếu vậy thì ngươi đã đảo ngược thời, không như thế nào? Ngươi có từng nghe đến kiếm quyết cửu mệnh niết bàn không? Phương Vọng hỏi. Chu Tuyết cau mày, chìm vào suy tư, một lúc lâu sau, nàng mới lắc đầu. Phương Vọng cười nói, được rồi, trước tiên hãy tận hưởng sự sống lại của ngươi đi. Nói xong, hắn quay người rời đi, một bước đã biến mất khỏi sân. Chu Tuyết đứng tại chỗ, đôi mày thanh tú nhíu chặt không thể giãn ra, nàng cần phải làm rõ rất nhiều thứ. Đặc biệt là kế hoạch trả thù của nàng. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì với ta? Chu Tuyết tự lẩm bẩm, đột nhiên nàng nghĩ đến điều gì đó, vội vàng ngậm miệng. Nàng hiện tại không còn mạnh mẽ như kiếp trước, không thể bỏ qua giác quan nhỏ yếu mà tự lẩm bẩm. Đế Hải, sương mù mịt mù bao quanh đảo Đế Mộ, hòn đảo này giống như một bàn tay khổng lồ úp xuống. Trong thung lũng trên đảo, Đế Hải Tam Tiên đang tọa trên 3 tảng đá lớn, giữa họ là một đài trận pháp đổ nát. Lúc này, Đế Hải Tam Tiên dường như đang ngủ gật, mỗi người đều cúi đầu. Đột nhiên, một trận gió lớn thổi tới, khiến cả 3 đồng thời ngẩng đầu lên nhưng họ không thấy gì cả. Chuyện gì vậy? Ta ngủ mơ hồ rồi sao? Có thể là vậy, không có gì cả, tiếp tục ngủ thôi, trong mơ có khi còn có thể nhìn thấy vị thiên đạo tiên nhân kia. Mộng ngàn thu, mơ tiếp đi, không biết đến khi nào thì không thể mơ nữa. Đế Hải Tam Tiên đồng thời lẩm bẩm, rồi lại cúi đầu. Cùng lúc đó, trong một ảo cảnh, vẫn là cảnh tượng thung lũng đảo Đế Mộ, chỉ là không có sương mù, ánh sáng rất sáng. Trên vách núi có một khỉ lông vàng treo lơ lửng, nó mở to mắt nhìn vào một bóng người đứng trên mặt đất, rồi dùng một móng vuốt khác dụi mắt, dường như không tin vào mắt mình. Bóng người đó chính là Phương Vọng. Sao lại là ngươi? Ngươi đến đây bằng cách nào? Tại sao ta không hề hay biết? Khỉ lông vàng phát ra giọng nói thương tang, đó là giọng nói của Hồng Huyền Đế. Phương Vọng hỏi, ngươi nói xem, đây là lần thứ mấy ta đến rồi? Khỉ lông vàng vô thức trả lời, lần thứ 9. Khoan đã, sao ngươi biết đây không phải là lần đầu tiên ngươi đến? Nó lộ vẻ mặt như nhìn thấy ma, rồi nhảy xuống từ trên vách núi. Nó đi đến bên cạnh Phương Vọng, đi vòng quanh hắn nhìn chăm chú, như muốn nhìn thấu hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ta ở Nhân Gian Đạp Đất Thành Tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 899, Nỗi sợ của Hồng Huyền Đế, 2. Phương Vọng nở nụ cười, nhưng nụ cười của hắn hơi hờ hững, khiến khỉ lông vàng không khỏi rùng mình. Tự do ngoài thời không, luân hồi, ngươi có thể nhìn thấy gì ở ta? Phương Vọng lại hỏi.
Khỉ lông vàng nghe vậy, lập tức mở to mắt, rồi nhảy ra xa, kéo giãn khoảng cách với hắn. Chuyện gì vậy? Tại sao ta hoàn toàn không nhìn thấu ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Khi lông vàng kinh hãi hỏi, lông trên người nó đều dựng đứng lên. Phương Vọng không trả lời mà hỏi ngược lại, Hồng Huyền Đế, ngươi từng đại náo thượng, giới, có từng giao thủ với Cửu Diện Thần La, Nộ Thế Thần La không? Khỉ lông vàng nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên u ám, toàn thân nó tỏa ra khí tức kinh hoàng đáng sợ, ngay cả ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm. Nó nhìn chằm chằm Phương Vọng, toàn bộ thung lũng bắt đầu rung chuyển. Phương Vọng mặt không biểu cảm nói, ta và bọn họ cũng là kẻ thù nhưng nếu ngươi muốn làm bậy, ta cũng sẽ không khách sáo. Giọng nói vừa dứt, ảo cảnh này lập tức thay đổi, trong nháy mắt biến thành một hoàn cảnh u ám, xa xa lửa cháy bập bùng, trên trời sấm chớp đùng đùng. Phương Vọng và Khỉ Lông Vàng xuất hiện trên một biển mây, phía sau Khỉ Lông Vàng là một quần thể cung điện biển mây rộng lớn, đang bốc cháy ngùn ngụt, mênh mông vô tận. Đây là điều ngươi sợ hãi nhất sao? Phương Vọng nhìn xung quanh, lên tiếng hỏi, Khỉ Lông Vàng không quay đầu lại, nó nhìn chằm chằm Phương Vọng, gần từng chữ nói, kiếm quyết cửu mệnh niết bàn. Khi Khỉ Lông Vàng thốt ra 6 chữ kiếm quyết cửu mệnh niết bàn, Phương Vọng không hề bất ngờ, vẫn bình tĩnh nhìn nó. Khỉ Lông Vàng tiếp tục nói, không đúng, kiếm quyết cửu mệnh niết bàn không đáng sợ như vậy, ta không hề cảm nhận được nhân quả của ngươi, chẳng lẽ là quá khứ đại pháp của thần đài? Bàn trên người ai? Ngọn lửa ngút trời phía sau khiến sắc mặt của Khỉ Lông Vàng trông càng u ám hơn, đôi mắt nó lóe lên vẻ thù hận, nó nghiến răng nói. Tất nhiên là đã từng thấy, đương kim thiên đế cũng biết nó, kiếm quyết cửu mệnh niết bàn của hắn còn tiến hóa thành thần thông. Thiên đế cũng biết sao? Điều này nằm ngoài dự đoán của Phương Vọng. Kiếm quyết cửu mệnh niết bàn là do Hứa Ngôn đưa cho hắn. Sau đó hắn biết được Hứa Ngôn có được từ cô mệnh lão nhân, không chỉ Hứa Ngôn, kiếp trước của hắn cũng từng có được kiếm quyết cửu mệnh niết bàn từ cô mệnh lão nhân. Phương Vọng cũng từng tìm cơ hội hỏi cô mệnh lão nhân nhưng cô mệnh lão nhân đã mất rất nhiều ký ức. Theo lời hắn nói, đây chính là cái giá phải trả vì đi quá giới hạn của nhân quả, số mệnh. Bây giờ xem ra kiếm quyết cửu mệnh niết bàn còn có nhân quả lớn hơn. Nghe nói thiên đế cũng nắm giữ kiếm quyết cửu mệnh niết bàn, Phương Vọng trong nháy mắt đã liên tưởng đến rất nhiều khả năng, thậm chí là thuyết âm mưu. Nghĩ kỹ lại, hắn không cho rằng thiên đế đang tính toán điều gì. Nắm giữ kiếm quyết cửu mệnh niết bàn viên mãn, hắn có thể nhìn thấu những nhân quả xuyên không giống nhau khác. Nói cách khác, nếu người khác sử dụng kiếm quyết cửu mệnh niết bàn để xuyên không, hắn có thể nhìn thấy nhân quả còn sót lại ở nhân gian, đây là cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa nhân quả này không thể xóa bỏ. Ngoài thiên đế ra, còn có ai biết kiếm quyết cửu mệnh niết bàn không? Phương Vọng truy hỏi. Khi lông vàng lắc đầu nói, chuyện đó thì ta không biết. Nó trợn tròn mắt, nghiến răng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ánh mắt Phương Vọng lóe lên một tia sắc lạnh, thiên địa này đột nhiên thay đổi, khôi phục lại cảnh tượng thung lũng trước đó. Khỉ lông vàng lập tức thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được hỏi, thần thông vừa rồi có lai lịch như thế nào? Tại sao lại có thể trực diện với nỗi sợ hãi trong lòng ta? Phương Vọng không giấu giếm, nói ra tên thần thông, 18 tầng địa ngục. Một lão nhân bí ẩn ở một nhân gian nào đó tặng cho hắn. Thần thông này có công dụng vô cùng, đã trở thành thủ đoạn chiến đấu thường xuyên của hắn. Ngay cả khi đối thủ có thể phá giải, hắn cũng có thể dựa vào thần thông này để tạo cơ hội. Khỉ lông vàng suy nghĩ kỹ càng nhưng vẫn không hiểu ra sao. Ngươi muốn trả thù tiên đình sao? Phương Vọng nhìn chằm chằm khỉ lông vàng và hỏi câu hỏi này. Khỉ lông vàng im lặng. Phương Vọng cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Kiếp trước, Hồng Huyền Đế tuy rằng mượn xác sống lại nhưng không thể phát huy được thực lực của Đại Đế. Chuyện này có lẽ liên quan đến trạng thái bị trục xuất của bản tôn hắn, hắn chỉ có thể tìm được con rối. Không thể đích thân đi lại nhân gian, điều này cũng có nghĩa là Hồng Huyền Đế không thể đích thân trả thù. Thung lũng rơi vào im lặng, mặc dù là ảo cảnh nhưng vẫn có gió nhẹ thổi qua hoa cỏ trong thung lũng, như thể thế giới thực. Hồi lâu sau, Khỉ Lông Vàng thốt ra một chữ, được. Khuôn mặt Phương Vọng một lần nữa nở nụ cười. Trời quang mây tạnh, hạc trắng bay đầy trời, giữa non sông đất rộng có một hồ nước lớn, nhìn từ trên cao xuống, trông giống như một thanh bảo kiếm được khảm vào giữa non sông. Đây chính là kiếm thiên trạch. Trên mặt hồ phủ một lớp sương mù linh khí mỏng, bên bờ hồ có một cây cầu gỗ, trên cầu có một ông già tóc bạc trắng đang đứng, trông hắn thật xuất trần, như tiên nhân ở chốn nhân gian.
Chương 900, Đạo của Kiếm Thánh, ngoài trời còn có trời. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, nhìn kỹ thì thấy trong đôi mắt của hắn lơ lửng hai bóng kiếm. Thiên đạo là gì? Kiếm Thánh lẩm bẩm tự nói, từ khi hắn trở về từ biển Nam Quỳnh, trở về cố hương Đại Tề. Hắn chính là tu sĩ mạnh nhất ở Đại Tề này, nhưng thiên đạo phương vọng lại xuất hiện, kinh thiên động địa, phá vỡ nhận thức của hắn. Hóa ra ở nhân gian thực sự có tiên nhân. Sự ra đời của thiên đạo khiến hắn cảm ngộ rất nhiều, kiếm đạo vốn đã rơi vào bình cảnh lại bắt đầu nhìn thấy hy vọng, điều này khiến hắn rất phấn khích. Hắn không quan tâm đến mình mạnh hay yếu, chỉ quan tâm đến bản thân kiếm đạo. Khi hắn không thể tiến bộ trên con đường kiếm đạo, hắn bèn trở về cố hương, chuẩn bị tìm kiếm người truyền thừa thích hợp, sau đó thuận theo thiên mệnh. Thiên đạo chính là đạo của thiên địa. Một giọng nói truyền đến từ phía sau Kiếm Thánh, khiến Kiếm Thánh giật mình quay lại nhìn, chỉ thấy Phương Vọng đang đứng trên cầu gỗ, cách hắn 7 bước. Ánh mắt của hai người chạm nhau, ánh mắt của Kiếm Thánh từ kinh ngạc nhanh chóng chuyển sang bình tĩnh. Kiếm Thánh từ từ thốt ra 4 chữ, thiên địa kiếm ý. Phương Vọng cười nói, thực ra thiên đạo của ta bắt nguồn từ thiên địa kiếm ý của ngươi, thiên địa kiếm ý của ngươi chính là đi theo đạo của thiên địa. Hắn cố ý tỏa ra một tia thiên địa kiếm ý để Kiếm Thánh cảm nhận. Kiếm Thánh không hề kinh ngạc, mà dùng một giọng điệu kỳ lạ hỏi, ngươi đến từ tương lai, sao ngươi lại nói vậy? Ngươi không chỉ nắm giữ thiên địa kiếm ý của ta, trong thiên địa kiếm ý của ngươi còn có một tia kiếm ý của ta. Hơn nữa ta cũng coi như đã đi khắp thiên hạ, chưa từng nghe qua danh hiệu của ngươi, cũng chưa từng thấy qua dị tượng thiên địa do ngươi gây ra. Thậm chí hồi tưởng lại những truyền thuyết, từ xưa đến nay chưa từng có dị tượng thiên địa nào như vậy. Kiếm Thánh nói xong, giọng điệu trở nên chắc chắn. Trên khuôn mặt hắn lộ ra nụ cười an ủi, nói, xem ra chuyến trở về này của ta đã thành công, ta sẽ không hối tiếc mà đón nhận thiên mệnh. Nhìn vị Kiếm Thánh cả đời tuân thủ không sát sinh này, trong lòng Phương Vọng hiếm khi tràn đầy cảm thán. Phương Vọng có rất nhiều sư phụ. Dương Nguyên Tử của Thái Uyên Môn thì bao che cho hắn, Kiếm Thánh truyền kiếm đạo cho hắn, Hàng Long Đại Thánh truyền chân công cho hắn. Hắn kính trọng Kiếm Thánh nhất. Có những người tu vi không cao, không nổi tiếng khắp thiên hạ nhưng lại có ý chí mạnh mẽ hơn cả đế thánh. Phương Vọng cho rằng Kiếm Thánh chính là người như vậy. Kiếm Thánh có thể nhanh chóng phán đoán ra hắn đến từ tương lai, điều này khiến Phương Vọng càng kính trọng hắn hơn. Sư phụ, chúng ta có thể luận đạo ở đây không? Phương Vọng cười nói, một tiếng sư phụ coi như thừa nhận phỏng đoán của Kiếm Thánh. Kiếm Thánh nghe vậy, cũng nở nụ cười, giơ tay ra hiệu sang bên cạnh. Phương Vọng theo hắn đi đến bên cạnh, hai sư đồ cùng vén vạt áo, song song đả tọa. Phương Vọng trước tiên nói về thiên địa kiếm ý của mình. Tu luyện hơn 270 vạn năm, mặc dù hắn không chuyên tâm nghiên cứu kiếm đạo nhưng Kiếm Thánh mới tu luyện mấy trăm năm tuyệt đối không thể sánh bằng kiếm đạo của hắn. Kiếm Thánh rất nhanh đã đắm chìm vào đó. Trong quá trình giảng đạo, Phương Vọng cũng cảm nhận kiếm ý của Kiếm Thánh. Kiếm ý của Kiếm Thánh vượt xa cảnh giới của hắn, Phương Vọng nhanh chóng hiểu được tại sao Kiếm Thánh có thể quét ngang những người cùng cảnh giới. Kiếm ý của Kiếm Thánh là cảm nhận được quy tắc của thiên địa mà sáng tạo ra. Chuyện này rất khủng khiếp. Chỉ có thiên địa càn khôn mới có thể cảm nhận được quy tắc của thiên địa, mà Kiếm Thánh lại kém thiên địa càn khôn mấy đại cảnh giới. Nói một cách nào đó, ngộ tính của Kiếm Thánh là mạnh nhất trong những người Phương Vọng từng thấy, 2 canh giờ sau. Khi Phương Vọng giảng xong, Kiếm Thánh hít sâu một hơi, nói, thiên địa kiếm ý thật là lợi hại, ngươi đã hoàn toàn vượt qua ta. Thiên địa kiếm ý của ngươi nên bao dung hơn nữa, bao dung hơn nữa. Trời cao còn có trời cao hơn, chỉ cần có trời, thiên địa kiếm, ý có thể vô hạn nâng cao, sáng tạo. Nói chính xác hơn là thiên đạo, ngươi không còn giới hạn ở kiếm đạo nữa. Ngươi muốn bao dung tất cả các tầng trời, biến thành đạo của chính mình. Bao dung tất cả các tầng trời, biến thành đạo của mình. Phương Vọng lẩm bẩm, lặp lại lời của Kiếm Thánh, trong lòng hắn như có điều ngộ ra. Kiếm Thánh không nói thêm nữa, hắn nhìn về mặt hồ, nói, thiên tức là đạo, địa tức là đạo, vạn vật đều có thể thành đạo. Ngươi có biết ta có dự định gì tiếp theo đối với thiên địa kiếm ý không? Phương Vọng ngẩng đầu hỏi, xin sư phụ chỉ giáo. Mặc dù sau khi sống lại, thực lực của hai người đã chênh lệch rất nhiều, chỉ bằng một ý niệm là Phương Vọng có thể giết chết Kiếm Thánh nhưng hắn vẫn rất kính trọng Kiếm Thánh. Tất cả vạn vật trên trời dưới đất này đều có thể biến thành kiếm ý của ta đang nghĩ làm thế nào để có thể có nhiều hơn nữa.
Trong trường hợp ta không thể thành tiên thì tất cả những gì ta nhìn thấy đều là tất cả những gì ta có thể kiểm soát, giống như hồ nước này. Khi ta không thể rời đi, ta muốn nó trở nên nhiều hơn thì chỉ có thể đạt được quá khứ của nó, đạt được tương lai của nó. Kiếm Thánh nghiêm túc nói, hắn cũng đang suy nghĩ về kiếm đạo của mình. Các bạn vừa nghe xong tập 90 của bộ truyện Ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.